Hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu đến các anh chị chiếc Peugeot 3008 2017 đăng ký 2018, tên công ty và mới chạy có 46.000 thôi ạ. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Xe thì trang bị rất là nhiều tiện ích ạ. Thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu những cái tiện ích được trang bị trên chiếc Peugeot 3008 2017 này. Xe là phơm mới anh chị nha. Và trang bị cũng khá là nhiều tiện ích ạ. Đây trước mắt anh chị là cụm đèn LED, đèn chiếu sáng là đến 2 bóng anh chị nha, 2 bóng bi LED Rosetta. Đèn sương mù cũng là đèn LED và có luôn cảm biến trước ạ. Xe mới chạy có 46.000 thôi nên lớp xe thì cũng còn rất là dày luôn ạ. Trên gương chiếu hậu thì cũng có tích hợp đèn báo rẽ và keyless go là cảm ứng anh chị nha. Rất là đẹp luôn, ẩn ở trong tay mở cửa. Còn đây là nội thất xe. Đây, ghế phụ cũng có chỉnh điện và có bơm lưng luôn. Phần da ghế thì khỏi phải chê rồi, rất là đẹp luôn. Trang bị an toàn thì xe này trang bị 6 tố khí an toàn á, có cân bằng điện tử đầy đủ. Đèn nội thất, ngay chỗ để ly cũng có đèn. Và có chế độ lái sport, phanh tay điện, cần số điện. Và có cái núm vặn để chúng ta chọn đường đi. Đường đi tuyết, đường đi trơn trượt gì đấy, để chúng ta chọn đi cho thích hợp. Và nút khởi động start up là nằm ở đây anh chị nha. Các phím bấm điều khiển media cũng như là điều hòa thì đặc trưng của Peugeot là làm theo dạng piano, phím bấm piano. Màn hình, tất cả chức năng đều điều chỉnh trên màn hình, điều chỉnh nhiệt độ cũng trên màn hình luôn. Và đây chúng ta có gương chống chói điện, cửa sổ trời là toàn cảnh panorama, có đèn viền rất là đẹp luôn. Không thể chê được chiếc xe này anh chị nha. Rồi chúng ta cùng vào xem hàng ghế sau luôn. Đây là hàng ghế sau, phần da ghế còn rất là đẹp luôn. Như quay cận cảnh cho các anh chị cùng xem. Chúng ta cũng có cửa gió cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời panorama nên ngồi trong xe rất là thoáng đãng anh chị nha. Đây là phía sau xe đây. Phía sau cũng là một cụm đèn LED hình ba sọc, mô phỏng theo móng vuốt của con sư tử đây, logo con sư tử. Cốp thì vẫn là cúp cơ và cốp thì cũng khá to anh chị nhé, rất là to luôn. Lớp dự phòng nè, chưa lăn. Chúng ta cùng qua bên khoang lái luôn ạ. Phần sân xi bên ngoài thì còn rất đẹp. Xe bên Duy bán là cam kết là không làm xe lỗi nên các anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Đây là các phím bấm ở trên cửa tài. Nâng hạ kính tự động cả bốn cánh cửa, gương thì gặp điện chỉnh điện. Vô lăng thể thao. Thiết kế đặc trưng của Peugeot. Có cruise control ở đây. Có lấy số tay. Có lấy số tay anh chị nha. Đàm hồi đánh tay và điều khiển media. Đồng hồ dạng digital, nguyên một cái màn hình rất là to luôn. Đây là ghế lái đây. Đây. Chạy 46.000. Phần da ghế còn rất là đẹp luôn. Nội thất của Peugeot thì rất là bền rồi. Như cũng vừa giới thiệu xong đến các anh chị chiếc Peugeot 3008 2017 đăng ký 2018 và chạy 46.000, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà các anh chị nào đang quan tâm đến dòng này, một chiếc xe crossover hạng C anh chị nha, có thiết kế rất là đẹp và trang bị nhiều tiện ích với tầm giá gần 800 triệu. Mức giá cũng hết sức là hợp lý anh chị nha. Chị có thể liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ mang xe đến tận nhà các anh chị.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả.